Mời cộng đoàn cùng lắng nghe những bài suy niệm thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2024. 1. Một, tìm một lối đi khác. Ông cụ nằm bất động trên giường đã nhiều năm vì tai biến. Ông bật khóc khi tôi đến thăm. Hình ảnh ấy thấy đáng thương và cũng rất dễ thương. Nếu nhìn lại những năm tháng còn trai trẻ cường tráng của cụ, ta sẽ thấy cụ cũng hung hăng, nóng nảy, cục cằn. Cụ gia trưởng, bạo lực và đầy những tính tình hết chịu nổi nhưng giờ đây tuổi già và bệnh tật khiến cụ trở nên thụ động, dễ thương hơn. Ông cụ cũng là ví dụ điển hình của bao nhiêu con người trẻ đang tỏ ra kiêu căng ngạo mạn bởi nghĩ rằng mình có sức khỏe, có tiền đồ và mọi thứ có thể lè với thiên hạ. Đến một ngày họ sẽ nằm bất động trên giường, khóc lóc và hối tiếc về một thời vàng son. Tôi nhận thấy phần lớn con người ta cứ dìu nhau đi trên cùng một lối ấy. Dốc sức thi thố với cuộc đời để tìm ảnh hưởng và rồi nằm liệt trên giường đầy sợ hãi và hối tiếc người ta đang chạy đua với thời gian và tuổi tác để có một chút danh gì với thiên hạ nhưng rồi ba tất đất mới thật là đích đến. Người ta cố chấp, kiêu căng, giận ghét cho tới lúc không còn sức nữa họ mới chịu buông bỏ. Bệnh tật và cái chết có lẽ là vị thầy tuyệt vời nhất cho những ai chưa nhận ra điều gì quan trọng trong đời. Thực ra, chỉ những người mãi mê với cuộc đua với thời gian mới phải bước vào ngõ cục của đau khổ, bệnh tật và cái chết. Bởi thời gian có khởi điểm và kết thúc, có sinh ác có tử đua với thời gian quả thật đời sống này thật vô nghĩa vì người ta đang cùng nhau chạy xuống nấm mồ có một lối đi khác vượt trên thời gian mà ít người nại đến lối đi ấy không hướng về chiều ngang của thời gian nhưng hướng theo chiều dọc của sự vĩnh hằng hướng về thượng trí con đường ấy không có sự ganh đua hơn kém trên đường ấy người ta không phân chia thứ bậc cao thấp học thức hay thất học ở đó chỉ có sự cảm thông vô ngần yêu thương vô ngần đầy lòng trắc ẩn và sự tôn trọng vô điều kiện tình yêu là mục đích tối thượng họ theo đuổi hướng lên chiều dọc không có nghĩa là bỏ đi chiều ngang người hướng về trời cao vẫn sống cuộc đời như bao người nhưng giờ đây bên tật và cái chết chỉ là cửa ngõ để họ bước qua một trạng thái khác bởi hướng về vĩnh cửu nên họ không bị vật chất và sự hung hăng của xác phàm chi phối họ tự do trước tất cả những gì hữu hạn họ hiền hòa và đầy lòng nhân ái họ phản ảnh lại vẻ đẹp của đấng tạo thành Ước gì có thêm nhiều người biết hướng về thượng trí để thế giới bớt đi những đau thương, thù hận và chiến tranh. Khi đó, ta sẽ cùng nhau tận hưởng niềm phúc hạnh của cuộc đời này và dìu dắt nhau bước vào vĩnh cửu. Hai, cảnh cùng khốn. Đã hơn 2 tuần rồi không thấy chị đến đi lễ, hình như bệnh thận của chị lại trở nặng, gia đình chị đã nghèo giờ lại túng quẩn thêm. Trước những gia cảnh như vậy, tôi chỉ biết trầm tư và cầu nguyện mấy ngày tính đến thăm chị mà tôi vẫn chưa thu xếp được thời gian hôm nay đến thăm thì được biệt chị nhập viện được hai ngày để chạy thận mấy đứa trẻ hôm trước gặp tôi ngoài đường cười vui vẻ hôm nay đứa nào đứa nấy cũng buồn thiêu mẹ nhập viện đã hai ngày bố hôm nay lại ốm dường như chúng cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn bệnh của mẹ càng ngày càng nặng chân tay và mặt phù nề ăn uống không được mỗi lần đi chạy thận hơn cả chục tri vn đồng nhà hơn tám miệng ăn chị thì bệnh nặng, chồng ốm yếu luôn. Hai đứa con lớn làm được đôi đồng không đủ mua thuốc cho mẹ. Bệnh tình của chị nhìn không mấy khả quan. Nếu bệnh tình cứ kéo dài không biết gia đình chị sẽ xoay sở thế nào. Nhưng nếu chị ra đi lúc này không biết bốn đứa con thơ dại sẽ sống làm sao. Gia cảnh của chị làm tôi thấy sự bất lực và bất công đến cùng tận. Gia đình chị là hiện thân của nhiều gia đình không lối thoát, là phản ảnh của một xã hội đầy bất công bởi sự phân chia giàu nghèo quá lớn một số người được nhận quá nhiều trong khi phần lớn người nghèo không có lấy những thứ cơ bản nhất hoàn cảnh của chị cũng chất vấn đời sống của tôi tôi đã được tặng ban quá nhiều nhưng không ngớt đòi hỏi cuộc đời tôi chưa bao giờ phải túng thiếu hay phải lâm bệnh hiểm nghèo trước những hoàn cảnh như chị ta cứ nghĩ mình sẽ cho chị gì đó nhưng thực sự họ đã cho ta sự thức tỉnh về lòng chạnh thương đã bị lãng quên bởi lối sống ích kỷ những hoàn cảnh khốn cùng như chị đã dãy lên trong tôi một sự quyết tâm mạnh mẽ để sống biết ơn hơn yêu thương hơn và biết chia sẻ nhiều hơn. 3. Vượt qua khổ sầu. Người ta cứ ngỡ mình có thể thu xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện cho tới một ngày họ nhận ra mình bất lực và cần đến lòng thương xót của Chúa. Trong đời tôi đã được gặp rất nhiều người tài giỏi thành công. Những lúc họ tìm tới tôi tâm sự là lúc họ cảm thấy bế tắc trước nhiều vấn đề đặc biệt là các mối tương quan. Tất cả những gì tôi cố gắng là hướng họ tới việc kết nối với Đấng Tạo Thành có vẻ như rất ít người bận tâm hoặc quan tâm chưa đủ với đời sống nội tâm của mình. Một ngày có 24 giờ nhưng phần lớn hoạt động của ta chỉ hướng đến các nhu cầu của thân xác. Nội tâm, linh hồn và thần trí dường như bị lãng quên. Đó là lý do người ta bị quá tải trước các vấn đề của đời sống. Làm sao có thể dùng cái hữu hạn để đương đầu với cái vô hạn được? Chúng ta vun đắp cho cơ thể và các nhu cầu của bản năng với hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp nhưng tất cả đều thất bại. Tự do của con người tình yêu đau khổ bệnh tật và sự chết là những thực tại mầu nhiệm vượt trên cái hữu hạn của con người tôi cảm thấy xót đau khi nghe chuyện của nhiều người đang gặp bế tắc họ nỗ lực cống hiến cho gia đình cho đoàn thể cho công ích nhiều lắm nhưng càng cố gắng bao nhiêu họ càng cay đắng với cuộc đời và con người bấy nhiêu họ cảm thấy những gì mình mình không được đón nhận và đền đáp họ đau khổ và trách móc tôi thấy vô số những người vợ người chồng cay đắng những người cha người mẹ thất vọng và đánh mất niềm vui sống bởi không được hiểu và nhìn nhận những gì mình đã làm nhiều người không thoát ra được những cảm xúc phẫn nộ trong lòng nên hao mòn cả thân lẫn tâm trầm cảm và muốn kết thúc cuộc đời rõ ràng kinh nghiệm cho thấy chỉ với sức con người thôi ta không thể đương đầu với những thử thách cam go trong cuộc đời ta cần sự giúp đỡ từ cộng đồng nhất là từ ơn trên những ai có đời sống nội tâm sâu sắc sẽ dễ dàng thoát khỏi mọi bế tắc trong cuộc đời họ thanh thản trước mọi khó khăn thử thách bởi có Chúa trợ giúp họ. Ơn ta đủ cho con. Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Kết nối với Chúa không ngừng ta sẽ làm giàu nội tâm, linh hồn và thần trí là những phần rất quan trọng trong bản thể người thường bị bỏ quên. Người nào chăm lo cho nội tâm, linh hồn và thần trí sẽ có một nội lực phi thường để đương đầu với mọi thử thách trong đời. Đó là điều Thánh Phaolô và tất cả những ai không ngừng cầu nguyện đã cảm nhận được. Tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô, vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn, thiếu vắng nguyện cầu, linh hồn ta sẽ héo mòn và yếu nhược. Kết nối với Chúa không ngừng làm cho linh hồn ta luôn hân hoan, đầy sức mạnh. Cầu nguyện không chỉ khi đến nhà thờ nhưng là mọi nơi mọi lúc, mọi hoàn cảnh, mọi tâm cảnh ta đều thì thầm với người cha giàu lòng thương xót. Tôi đã được ơn cầu nguyện như vậy từ hồi còn niên thiếu. Tôi cảm nhận được nguồn sức mạnh lớn lao khi có Chúa ở cùng. Cũng như bao người tôi đã đi qua mọi thử thách và tâm cảnh trong đời. Tôi đã có nhiều nỗ lực nhưng cũng không thiếu những lỗi làm và tội lỗi. Tuy nhiên, trong Chúa, với Chúa tôi luôn tràn đầy sức mạnh và bình an. Tôi cảm nhận được niềm vui mà Thánh Phaolô đã nhắc tới trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto vì vậy. Tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô, vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Tôi cũng thiết tha muốn tất cả mọi người không ngừng kết nối với cha trên trời. Thật đơn giản nhưng là con đường tuyệt hảo để sống hạnh phúc và ra đi bình an. Lời Chúa hôm nay một lần nữa nhắc nhớ chúng ta về đời sống thần hiệp của Chúa Giêsu. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ngài cũng tha thiết mời gọi chúng ta thân tình và nên một với cha trên trời còn xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin chúa chúc lành cho tất cả chúng ta amen